xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Sau Hai Chữ, chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Và đến với chương trình này thì những người chơi sẽ phải vượt qua những thử thách là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát. Họ sẽ phải đoán xem đó là những câu nào. Chúng ta cũng biết rằng ca dao Việt Nam có một cái tính chất rất đặc biệt là có như nhiều dị bản. Đó là do cái tính chất truyền khẩu từ vùng miền này qua vùng miền khác, hoặc là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên đôi khi nó có những cái sự khác biệt đôi chút, và người chơi sẽ phải đưa ra đáp án thật sự trùng khớp với chương trình thì họ mới được ghi nhận. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Nào mời các em. Thưa quý vị, 4 người chơi của ngày hôm nay, 2 trai 2 gái, ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Vậy thì từng người một giới thiệu cho khán giả biết về mình. Mời em. Xin chào tất cả mọi người, em là Sarah Lưu và em là ca sĩ. Sarah Lưu, ca sĩ, mời em. Xin chào tất cả quý vị khán giả, em là Lưu Hiền Trinh, cũng là ca sĩ và là chị gái ruột của Sarah Lưu. Hả? Chị ruột luôn đó dạ, hả? Dạ, hai chị em ruột ạ. Hai chị em ruột luôn? Dạ. Bây giờ nói nhìn mới thấy giống. Rồi hai chị em có đi hát cùng nhóm với nhau không hay là ai nấy hát riêng? Không, bọn em thì không có hoạt động cùng nhóm, em là trước là cựu trưởng nhóm S-Girls. Còn thỉnh thoảng có biểu diễn chung ạ. Vâng, bọn em biểu diễn chung chương trình hoặc là có những chương trình thích hai chị em đứng chung sân khấu thì bọn em cũng đều diễn chung. Dạ. Rồi ở nhà là có hai chị em thôi hay còn ai nữa không? Nhà em thì gái đang định nói hai nam, hai gái hai nữ. Hai gái hai nữ ạ. Dạ. Gì hai gái hai gái hai nữ. Vậy là 4 chị em gái luôn. Giờ hai người kia là có đi hát luôn không em? Dạ không ạ. Nhưng mà cũng rất là yêu nghệ thuật ạ. Vậy em là chị thứ mấy? Em là nếu như theo cách gọi trong miền Nam thì là chị ba. Chị ba, tức là trước có chị hai nữa. Rồi tới chị ba, còn Sarah là thứ mấy? Dì tư ạ. Thứ tư là em Út phải không? Chưa, còn một Út 3, nữa. 4 à, 3, 4 rồi Út nữa. Dạ. Còn cái như là người đầu, người đuôi là không làm nghệ thuật. Thế có em lòi hai bà đi làm nữa thôi. Rồi hai chị em đi làm nghệ thuật như vậy luôn rồi gia đình có ý kiến không em? Dạ không ạ. Bố mẹ em thì cũng rất là thích hát. Tại vì có cái tâm hồn là yêu văn nghệ, thơ ca cho nên là mới cho tụi em hoạt động với những đi học hát hay là học đàn từ nhỏ. Được sự ủng hộ của gia đình đúng không? Dạ. Bữa nay hai chị em tới đây chắc gom tiền về một mối quá. Dạ, thì nói gì sợ quá nè. Thôi nói trước bước hôm qua thật ra em cũng rất muốn là gom tiền về mà. Để thử coi sao. Đây, tiếp theo mời hai chàng trai. Dạ, xin chào tất cả các bạn khán giả. Xin chào anh Đại Nghĩa, em tên là Tuấn Kiệt, là diễn viên. Tuấn Kiệt, diễn viên. Bên đây rồi có anh em gì không? Nhìn mặt cũng giống nhau nè. Không mà, đã mặt tụi em đại trà giống nhau đó. Mời em. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào các bạn chơi. Em tên là Khánh Ngô, hiện em đang là diễn viên luôn ạ. Bên đây Khánh Ngô, Tuấn Kiệt, bên đây Sarah với lại Lưu Hiền Trinh. Chúng ta chưa chắc là đã đứng cái đội hình như thế này đâu. Nhiều khi hai chị em bị xé lẻ ra giờ đó. Là bởi vì chúng ta phải tham gia một trò chơi nhỏ ở đây. Ai là người chiến thắng cuối cùng của cái trò chơi này thì được quyền chọn đồng đội cho mình. Trò chơi như thế này. Trò chơi như sau, ở đây chúng ta có hai cái chai và hai cái vòng. Anh sẽ để mỗi cái vòng vô một cái chai như thế này. Đó. Rồi, ở đây có hai cái tay giống như là một bàn tay đang nắm lại vậy đó. Từng cặp một sẽ tham gia. Và các bạn sẽ bằng cách nào đó khửi, nảy, moi, móc, sao không biết, miễn sao lấy được cái vòng ra khỏi cái chai mà cái chai không đổ là coi như mình chiến thắng. Rồi, đầu tiên mời hai chị em trước nè. Bắt đầu. Cái này phải lòng vào vòng cái này ạ. Trời ơi, được gì? Nhỏ em thông minh xuất sắc. Trời ơi. Rồi, xem như là cái trận đầu tiên là Sarah Lưu đã thông minh đẩy cái chai ra gần cái bàn để lấy cái vòng ra được mà không đổ cái chai. Coi như là em thắng vòng này nha. Nhưng tiếp theo với hai chàng trai không được xài chiêu cũ. Phải xài chiêu mới chứ. Mời Khánh Ngô với lại em. Tuấn Kiệt. Bắt đầu. Khánh Ngô chưa lắc vòng hả em? Làm sao đây? Khó quá nè. Khó chứ.
không được dịnh cái chai. Dùng cái chiêu nãy của Hiền Trinh làm được á. Ê, Khánh Ngô làm cũng hay kìa đó. Trinh cả. Thắng chưa Trinh? Hay luôn. Tuấn Kiệt đã lấy được cái dòng ra khỏi cái chai, xuất sắc. Tiếp, bây giờ trận chung kết mời Stara Lưu và Tuấn Kiệt đó, hai em lại tiếp tục thi nhau có ai chiến thắng. Cuối cùng, bắt đầu. Chắc không được làm lại cái vừa nãy đúng không ạ? Làm đúng cái giống của chị ấy. Nãy đâu có nhìn đâu. Hay luôn, Stara đã lấy ra cái dòng trước em. Ủa, em không biết làm gì luôn á. Khéo léo em ơi. Không, cái này chỉ là khêu lên thôi ạ. Ừ đó, nhưng mà người ta làm không được kìa em. Đây nè em, đó nè. Đó. Người ta cũng làm. Đó, mà không được mới là vấn đề. Mình chiến thắng em. Chọn đội nè. Bây giờ em muốn chọn ai vô đội của mình nè. Ai cũng được. Nhường chị chọn. Ơ, nhường chị chọn á. Không, em phải lựa chọn. Phải chọn. Thôi, từ bé giờ em nhường quen. Nhưng bây giờ em được quyền chọn, không cần phải nhường nhịn ai hết. Chứ là nhưng mà em... Ai cũng được. Chọn luôn chị đi, đâu phải nghĩ. Ừ, chọn luôn đi. Ừ, dạ. Ra đây. Vậy rồi phải không? Vậy hai chị em về chung đâu. Ủa, nó nghe là thiên kia rồi. Dạ, về thiên kia vậy. Thì như vui vậy đó. Không, nếu như mà em thắng, em được quyền chọn một trong hai cô gái đẹp này đúng không? À, dạ đúng rồi, em cũng định chọn chị ra tách ra thì hai chị em đồng lòng quá. Đó, bởi vậy người ta hiểu ý nhau lắm. Dạ, cho nên là cái người ta có cái cơ hội mà thắng cao lắm. Nhưng Khánh Ngô, em cùng với Tuấn Kiệt, hai anh em phải hợp sức với nhau để có thể chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Và bây giờ các em hãy đặt tên đầu của mình đi nào. Em nhường đội nữ bên đây. À, mình là chị em, mình đặt cái tên gì liên quan đến chị em tí nhỉ? Tấm cám đi. Tấm cám à? Chắc chắn chị là tấm rồi đúng không? Em là tấm. Trời ơi, bây giờ dành nhau làm tấm. Tấm cám đúng không? Được luôn, chấp nhận. Bên đây là gì? Hoàng tử đi. Dạ đúng rồi, định nói luôn. Đội em đội hoàng tử. Tấm cám, hoàng tử, cuối cùng mình cũng hốt một trong hai bà này. Dạ đúng vậy. Đó, hốt ai? Hốt bà tấm hay bà cám? Hốt cả hai luôn. Thường là hoàng tử là hay hốt bà tấm đúng không? Nhưng cuối cùng bà cám vô. À, cuối cùng bà cám vô bà hưởng trước. Dạ đúng rồi. Rồi, mời đội tấm cám và hoàng tử về chỗ. Ở chương trình này chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Và đội nào sau khi kết thúc vòng 2 mà có số tiền thưởng cao hơn mới được bước tiếp vào vòng 3. Đội còn lại sẽ chia tay với chương trình. À, những câu đố của chúng ta đều là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát. Hai câu thơ sẽ hiện lên màn hình dưới những cái ký tự mã hóa. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu coi cái câu đó là câu gì bằng cách mua những ô chữ. Anh sẽ tặng trước tiên cho mỗi đội số tiền nhỏ 20 triệu. Wow. Trời ơi, đừng có hoan nghênh anh như vậy. Thôi chị đều về đi nha. Trong cái chương trình này nói chung là cũng hào phóng lắm ha. Tiền bạc cũng rủng rỉnh dư giả không biết làm gì, cho nên mời các em tới đây chia tiền xài chơi. Mỗi đội 20 triệu và các em sẽ mua một lượt là 3 ô chữ. Lật lên để coi nó là những cái chữ gì. Và nếu sau lời gợi ý của anh kèm với những ô chữ được lật lên mà các em đoán được câu ca dao đó thì chạy thật nhanh lên đây gõ đen chi. Đó là cái mua cái quyền trả lời. Tại vì giờ hai bên đều giỏi, hai bên đều biết đáp án hết rồi. Giờ biết chọn ai để trả lời đây thì ai nhanh chân gõ cái đó. Ở đây các em có hai cái bảng. Nếu như các em muốn sử dụng quyền trợ giúp, giờ lên 3 quyền trợ giúp tất cả. Thứ nhất đó là quyền mua ô chữ miễn phí thay vì tốn 500.000. Giờ cái bảng lên cái anh cho mở một ô không lấy tiền. Quyền thứ hai, trả lời miễn phí, quánh cái pen, cái móp cái chiên quanh cũng được, nhưng anh vẫn không lấy 1 triệu luôn, miễn phí. Quyền thứ ba là khi đến vòng 2, có những gia đình mà mình hào phóng quá, mình quăng tiền qua cửa sổ nhiều quá, hoặc là mình chơi hay quá đó, mình cạn vốn. Mình cạn vốn, lúc đó đưa cái bảng lên, anh sẽ cấp vốn, cấp bao nhiêu là tùy ở anh nha. Wow. Dạ, rõ chưa? Dạ, ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng khởi động. Chào đón tất cả quý vị đang đến với vòng đầu tiên, vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng.
sau một lượt. Nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Vòng đầu tiên chúng ta có 3 câu ca dao. Mình sẽ tìm hiểu từng câu một nha. Câu số 1, mời ô chữ. Ưu tiên con gái, tấm cám, các em muốn mua ô nào? Em mua A1 ạ. A1 và A3 này, từ từ. Để cho em nó nói, kể ý kiến. Cái này cái đầu với cả cái đuôi, với cả cái giữa gì đấy đi. A3 kìa. A3. Tại em thích số 3. Không phải, nên chọn cái đầu chữ đầu câu gì đấy hoặc cuối câu gì đấy. Không tùy, đấy là mình tham khảo thôi. Chứ chị là chị chốt A1. Okay. A1. A3. A3. Em chọn B1. B1. Dạ. Bên đây. À, bên kia là A1, A3, B1 rồi. Thì B7. B7. B4. B4 và A6. A6, B4, B7. Dạ. Cánh ngô ok không? Dạ ok rồi. Rồi. Gợi ý như sau. Câu ca dao quen thuộc nói về đạo hiếu, có ý khuyên ta nên sống ngay thẳng tốt lành ngay trong chính gia đình của mình. Chuẩn bị nha. Mở ô chữ lên cái là phóng lên đánh chiên liền nếu biết nha. Cho nên chuẩn bị bỏ cái giò ra ngoài ghế. Đúng rồi, em bên nghĩ vậy. Gái mang giày cao gót cho nên là cần phải nhanh hơn nhường nữa. Nhường nha. Rồi xuống không cho đứng. Ủa vậy hả? Tao biết em tưởng chơi ngồi cho lên. Mở ô chữ. Ai biết lên đánh chuông. Từ từ bình tĩnh. Bây giờ người ta đọc ra chưa chắc gì người ta đọc đúng. Nhưng mà nếu người ta đọc ra như vậy thì có nghĩa là mình đã có rất nhiều những cái gợi ý cho những câu chữ còn lại, phải không? Chú ý. Mời Kiệt. Ủa, Khánh lên đi em. Gõ cho em đấy em. Trời ơi, gì kỳ vậy? Nãy lúc mở ra cái Khánh nói, ủa, cái câu này em biết rồi anh ơi. Khánh đọc em. Tu chi cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, chi bằng chân tu. Phải không vậy? Đúng không? Tu chi hả? Em phải nghĩ là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu chứ. À, như vậy. Đúng không? Ủa chứ anh biết mà hỏi em là gì? Đâu biết, tại nó em khiều quá, em tự tin quá. Sao, chốt không? Dạ chốt câu của em nè. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Chốt đúng không? Dạ. Đây là đáp án. Sai. Mình cũng có thể dựa vào cái câu của bạn ý. Đúng. Sao bên đây có muốn trả lời không? Tu gì? Tu đâu cho bằng tu nhà. Tu đâu cho bằng tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha, thờ kính, cha mẹ. Kính mẹ. Mới là cái gì khoảng 3 chữ này mới sao? Là chân tu. Vừa nãy bạn đọc là gì ấy nhở? Kìa, vừa nãy kìa đọc cái nào ấy nhở? Nãy kìa đọc là chân. Sao, có đáp án không? Nếu như các em không có đáp án thì chúng ta sẽ mở ra một cái lượt mua mới. Mỗi nhà là được mua thêm 3 ô nữa. Nào, chốt lại, đọc lại là 2, 3. Tu đâu cho bằng tốc vô nhà, thờ cha kính mẹ Mới là chân. Sao, các em có muốn đánh chiên để trả lời không? Bây giờ nếu như cả hai đội đều không có đáp án thì chúng ta sẽ mở một cái lượt mua mới. Mua đi hả? Mình đâu có nhiều tiền dữ vậy. 20 triệu mà mua, trời ơi, chơi dần đi. Tiết kiệm chứ mọi người. Câu này quá dễ mà, thôi mua đi. Như vậy là quyết định mở ra một lượt mua mới. Hồi nãy bên đây đã mua trước rồi phải không? Bây giờ anh mời bên đây muốn mua trước không? Dạ có. Mua nào? Nãy tụi em chỉ lưỡng lự B5 hoặc B6 thôi. Thì giờ mua một trong hai. Dạ mua một trong hai thôi. Chắc là mua B5. B5. Bên đây có muốn mua ô nào không? Dạ không ạ. Trời kỳ vậy. Tại vì bên kia mua rồi và em đợi bên kia lật. Nhưng mà nếu người ta lật ra, người ta lên, người ta đánh chiên nữa rồi sao? Ừ. Thì thôi ạ, phải em để dành. Trời ơi, người ta mua rồi, mình mua ô cho. Đúng rồi, cho chợ vui hả? Chút đi. Dạ không ạ, nếu mà mua thì bọn em cũng có thể lên đánh chuông được mà. Đúng rồi. Nên là em không mua. Em đợi cái B5 mở ra em. Tính khôn quá ha. Ok, em tính vậy lát hơn, ta tính vậy với em đó. Đúng không? Để coi. Để coi, dạ. Ok, B5, chuẩn bị. Chuẩn bị chạy nha. Dạ. Mở ô chữ. Ha ha ha.
Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn quý vị. Trời ơi, chạy lên trước ta mà lấy cái dùi để không được làm sao? Nào, đọc lại nè. Dạ, câu của tụi em đó là: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu. Chốt chưa? Dạ, chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Thiệt ra mới là chân tu cũng đúng đó, bởi vì anh nói ca dao Việt Nam mình có rất là nhiều những cái dị bản, cho nên là mới là chân tu, hoặc là ấy là chân tu, hoặc là thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Dạ, nó cũng là trong cái câu này. Và các bạn đã mang về cho đội mình 10 triệu đồng. Đầu tư có lời đúng không? Dạ đúng vậy. Tiếp câu số 2, mời ô chữ. Rồi, muốn mua ô nào? Cho Khánh chọn nè. Ok, Khánh chọn A1 với B1. Có hai ô. Mình được mua 3, mình mua 3 ô đi. Ấy là Kiệt chọn ô nữa đi. A1, B1 với B7. A1, B1, B7. Tấm cám sao em? Bà cám, muốn mua ô nào? B3. B3. A6. A3 đi. A3. Dạ. A3, A6, B3. Gợi ý: câu ca dao mang một hình ảnh đẹp về sự chung thủy, nỗi mong chờ trong tình yêu đôi lứa. Nhớ nha, hình ảnh đẹp về sự chung thủy, nỗi mong chờ trong tình yêu đôi lứa. Mở ô chữ. Cái gì vậy? Trong tình yêu là mình kém lắm đấy này. Ca dao tục ngữ về tình yêu là... Câu này là em chưa nghe bao giờ này. Ừ. Chờ em hay chờ anh ta? Đấy, để xem, mình chờ xem bên này có sai không rồi mình dựa. 1 triệu. 1 triệu mới lần gõ bắt đây 1 triệu. Thế chứ đánh dù sao có còn 500. Ủa sao kỳ vậy, chết rồi, 1 triệu rồi. Đụng vô cái chiên này là 1 triệu vậy đó. Sao, đọc anh nghe. Câu này hồi xưa em có đi thi nha, cho nên là em chưa chắc lắm. Chờ em biết đến bao giờ, vạc kêu khe núi trăng mờ sườn non. Chốt không? Dạ chốt. Thần đồng ca dao tục ngữ mà. Không, nó cũng thần đồng, nó biết đúng câu này thôi. Còn không trúng nữa là sai. Thần đồng ca dao tục ngữ nè. Đọc lại lần nữa anh nghe kỹ rồi. Đọc phát âm cho chính xác nè, phát âm cho chuẩn nè. Chờ em biết đến bao giờ, vạc kêu khe. Kêu hả? Kêu kỹ. Kêu hả? Kêu à, vạc diễn viên phát âm kỳ vậy. Vạc kêu khe núi trăng mờ sườn non. Chốt không? Dạ chốt. Đây là đáp án. Nãy em phân vân cái chữ A2 đúng không? Dạ. Em phân vân đó là... Em hay anh. Em hay là anh gì đó đúng không? Rồi A4. A4 nữa là đến tới. Tới đến, gì đó. Tới hay đến, dạ. Đó, thật ra vậy gì bản mà. Thành ra cũng có thể là những cái từ mà chúng ta nghi ngờ. Dạ. Lưỡng lự. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Hay. Hay quá, áp lực quá nè. Chờ em biết đến bao giờ, vạc kêu khe núi trăng mờ sườn non. Hoặc là có những câu là trăng mờ đầu non. Dạ. Hoặc là chờ em biết tới bao giờ. Đó, chữ đến và chữ tới cũng rất là khó để chúng ta có thể lựa chọn ha. Hoặc là vạc kêu sườn núi. Đó. Và 10 triệu dành cho Hoàng Tử. Hoàng Tử nhiều tiền quá Hoàng Tử ơi. Có bộ ổn rồi nha, 2 câu rồi nha. Tấm cám rồi đó. Nãy giờ đầu tư cũng mệt một mớ rồi mà chưa có thu về lại chút nào hết trơn trọi á. Ráng lên, câu số 3, mời ô chữ. Sao, tấm cám muốn mua gì nè? Lô đất nào, mặt tiền không? Mặt tiền nguyên em, dãy trên. Em thì rất lúc nào em cũng sẽ mua lô A1. Ừ. A1, góc luôn, ngay góc lô góc luôn. Góc nhưng mà mặt tiền. Mặt tiền góc luôn ngon. Ừ. Hai mặt tiền luôn. A6 ạ. A6, đó, chặn đầu luôn. B1 ạ. B1, trời, mua 3 lô góc ngon lành. A1, A6, B1. Bên đây sao? Thiệt mua hả? Giờ, dạ tụi em... 3, 4, 5 luôn đi. Vậy luôn hả? Ừ. Rồi dưới này không có là sao? Cho mình mua tiếp, cho vui. Cho vui à? Hoàng Tử nhiều tiền mà. Đúng, mình nhiều tiền mà, không có gì ngoài tiền mà. Thôi giờ bên kia tụi em sẽ là A3, A4 nha. A3, A4 và B5. A3, A4 và B5. Gợi ý. Mời các em nghe bài hát xong. Rằng A quá cầu. Rằng A quá cầu. Tình
ca dao này có trong cái bài hát mà chúng ta vừa mới nghe, bài Qua Cầu Gió Bay. Anh Quang Linh anh hát đó. Nhưng mà chúng ta chỉ ai một tiếng anh. Mở ô chữ. Nhanh lên, 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 nhanh lên. Câu này quen đúng không? Đó. Cái gì nhỉ? Yêu nhau cởi nón cho nhau chào. Về trao nhau à? Yêu nhau cởi nón về nhà. Mẹ hỏi qua cầu gió bay. Yêu nhau cởi nón trao nhau hay cho nhau ấy nhỉ? Đây, em thấy em muốn lên đây em gõ được rồi đó. Yêu nhau cởi nón trao nhau. Tại vì không như em nhớ thì cái câu đúng là yêu nhau cởi áo cơ. Nhưng mà đây lại là cởi nón, đúng không? Cởi nón, nón thì trao hay là trao nhau, trao nhau, trao nhau đi. Chắc không? Chốt. Yêu nhau cởi nón trao nhau về nhà. Em có biết bài hát này không? Qua cầu gió bay. Có biết bài nào không? Có thuộc không? Yêu nhau cởi áo cho nhau. À đó. Nhưng mà là cởi áo cho nhau, thấy chưa? Cho nhau. Nón có thể trao. Nhưng mà trong bài hát, câu này nó nằm trong bài hát. Và thường là người ta, khi mà người ta viết bài hát, người ta sẽ rất dùng những cái từ nó sát với cái câu ca dao đấy. Sao? Chốt không nào? Hai chị em đọc lại. Tù tì đi. Nói tù xì. 1, 2, 3. Số trời trao nhau. Dạ. Vậy là theo ý kiến của Sara đúng không? Dạ. Đọc lại lần nữa để chốt nè. Yêu nhau cởi nón trao nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Chốt không? Dạ chốt ạ. Đây là đáp án. Sai. Sao? Bên kia có câu trả lời hay không? Thì chắc chắn không? Cũng không chắc lắm. Trời ơi. Không chừng phải nào? Tại vì em lưỡng lự nè. Em ơi. Quánh không? Bên nếu không bên đây lên à. Giờ sao quánh không? Quánh thì cũng có thôi, đừng đây, đừng quánh, đừng nhớ lại đây có rất. Mình nên nhường đi. Có thể giờ mình mình quá nhiều tiền rồi. Đúng, 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 đúng không? Tấm cám lên đi tụi em. Rồi. Như vậy là đội hoàng tử quyết định không trả lời ở cái lượt này đúng không? Dạ. Vậy tấm cám có muốn trả lời lượt tiếp theo hay không? Mất 1 triệu đấy thôi. Chẳng nhẽ nãy giờ hai chị em không được câu nào thôi, cố gắng. Tiền cũng chỉ là vật chất thôi. Một triệu. Trời ơi, nghe lòng thanh thản dễ sợ luôn. Sao đọc anh nghe? Đọc lớn lên. Nào hai chị em đọc lớn lên nào, đứng lên nào, đứng lên đọc cho hay nào, xong nhún nhảy 2 3. Yêu nhau cởi nón cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Chốt không? Chốt mà sai thì cũng buồn cười lắm bây giờ. Dạ chốt. Đây là đáp án. Em cũng bị hồi hộp ấy. Chính xác. Cái câu nó quen quá mà Sara. Em sửa thành chữ trao chia cho tốn 1 triệu. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Rồi một lát nữa. Yêu nhau cởi nón cho nhau, về nhà mẹ hỏi. Cũng y chang vậy thôi à. Đó. Em nhưng mà cũng là lỗi tại em, tại em không quyết đoán. Không, do hơn thua em ơi. Do dù quá tù xì, đúng không? Nếu như em giành giật cho bằng được cái quyền trả lời, tao nói bà chị em hiếp bà em. Dạ. Bà tắm mà sao giữ mà cám. Đó. Cho nên là thôi để tự công bằng. Bình thường đấy là em là người nhường, nhưng mà hôm nay nhìn Trinh nhường em thấy cũng hơi là hơi sai đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thì có vấn đề đấy. 10 triệu dành cho tắm cám. Và như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 1 với 3 câu ca dao mà trong đó có tới 2 câu rất quen thuộc với chúng ta rồi. Đội tấm cám chiến thắng ở câu cuối cùng. Tổng số tiền thưởng các em có bây giờ là 23 triệu 500 ngàn đồng. Hoàng tử, các em có 32 triệu đồng. Hên nè. Hên rồi thắng câu cuối cùng nha. À. Chứ nãy người ta mà trả lời luôn câu cuối cùng là coi như bây giờ người ta thành đại gia. Mình bán hàng rong ngoài đường rồi. Đi bán tắm với bán cám ngoài đó. Ừ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị đến với vòng thi thứ hai của Sao Hay Chữ. Và vòng này chúng ta có tên là ô chữ độc quyền. Vòng 2 ô chữ độc quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua.
hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng, bước vào vòng 3. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Mời ô chữ. Tâm Cám mời các em lựa chọn đất nền trước. A1, A3 và B1. Hai miếng góc, một miếng giữa, mặt tiền. A1, A3, B1. Ba miếng này ngon á. Sao Khánh Ngô, em muốn mua luôn nào? Em vẫn mua A1 mà. A1 bên kia ta mua rồi. Ta mua rồi, đất bán rồi. Tôi đặt cọc rồi ông ơi. Muốn mua giá gấp đôi. Đó, thấy vô đừng, đừng. A2, em mua A2 à. Cho Khánh chọn hết. Không, chọn hết luôn. Chọn hết. Ok, A2, A4 với lại B2 à. A2, A4, B2. Gợi ý. Câu ca dao thể hiện quan niệm ngày xưa về ba việc lớn trong đời mà người đàn ông phải thực hiện mới gọi là thành công. Mở ô chữ. Sao các em cứ trao đổi lớn với nhau không sao cả? Lớn sợ bên kia nghe thấy. Chắc gì đúng rồi, không nghe được. Chắc gì đúng mà sợ. Chắc chắn là không đúng mà đây, câu này khó quá. Nếu như em biết câu này em đi lên luôn đúng không? Đúng rồi. Lên luôn. Trời ơi, dễ vậy. Sao em hiền vậy? Em vừa mới đánh chiên à? Dạ, ông mất 2 triệu. Em đã góp vào tài khoản quanh 2 triệu. Tậu gì nè? Tậu nhà lấy vợ à? Đọc anh nghe xem. Bước xuống nào, bước xuống đứng đây sát rồi đọc. Tậu gì, tậu nhà lấy vợ sinh con à? Tậu Châu lấy vợ làm nhà xong ba việc ấy mới là người hay. Chốt không? Chốt. Chốt nhẹ vậy. Sao em hát giống như hát lấy hơi vậy? Hát hà hơi vậy. Tôi chốt đúng không? Dạ. Bên kia nghe bên đây đọc rồi chứ? Dạ rồi. Tức là họ đọc những cái ô mà họ đã mua luôn đó. Dạ dạ. Nếu mà sai một cái mình coi như mình lấy đó làm cơ sở cho mình đoán nha. Dạ. Tậu Châu lấy vợ làm nhà xong ba việc ấy mới là người hay ạ. Người hay. Dạ. Em đã chốt rất nhanh. Mình đã đoán thành tẩu xe. Ngơ ngác, em không biết có nên đánh chiên hay không. Dạ. Em chưa lắp xong ạ. Em can đảm lắm. Vợ em liều lĩnh lắm. Em chưa thèm bàn cho bà Tắm bà chị của em. Em lên em gõ chiên một cái beng, một cái muốn lủng cái chiên của anh. Để bây giờ em nói một cái câu nó đúng như vậy à. Ồ. Chính xác. Gỡ sao lại bán hơn đấy. Hay vậy ta, sao biết câu này vậy Sara, đọc ở đâu? Tại vì mới kết hôn ấy nên là mọi người cũng hay trêu ạ. Hay rồi là kiểu trêu nửa kia của em là như vậy ạ. Thế em đã mới nghe câu này. Cảm ơn cái người trêu liền cho anh nha. Yeah. 20 triệu. Yeah. Wow. Mình phát là lên luôn nha. Phát lên luôn. Đóng lại luôn với các nhà đầu tư bên kia. Tiếp câu số 2. Mời ô chữ. Lần này tới phiên hoàng tử được mua đất trước. Kiệt mua đi Kiệt ơi. Bây giờ mình chơi vậy mới vui nè. Tụi em được mua 3 ô đúng không anh? Ừ. Tụi em sẽ mua A1, A3 và A5. A1, A3, A5. Mua hết nguyên cái dãy mặt tiền. Bên đây. Mua lô nào em? B1, B3, B6 ạ. B1, B3, B6. Đây, mua cái dãy bên trong. Gợi ý nha. Mời các em xem hình. Hình ảnh sẽ hiện lên đây. Đó. Rồi. Câu ca dao này nó liên quan tới cái hình mà chúng ta đang xem nha. Mở ô chữ. Nhanh lên. Nếu biết nhanh lên. Ủa biết không? Biết chứ. Vô. Ủa? Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ thưa anh, dựa trên cái hình và dựa trên những gợi ý mà tụi em có, em xin phép đọc câu này như sau. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
gặp gần khó đi. Gặp gì? Gặp gần khó đi. Dạ. Thường 68 mà trên đây đóng đinh rồi, không lẽ trên kia đóng đên. ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Gặp gần. Dạ. Gần hay gần? Gần. Chốt không? Dạ chốt. Em đã chốt rồi đúng không? Dạ chốt. Dạ. Đây là đáp án. Em nhanh quá mà. Em lanh quá hả? Em nhanh quá mà. Anh thì anh nghĩ rằng em lanh quá mà. Vậy hả? Ủa? Anh thì nghĩ rằng em lanh quá mà. Chính xác. Yeah. Hay. Và các bạn đã mang về trao đổi mình 20 triệu. Câu số 3, mời ô chữ. Hoàng tử thua quá, mời hoàng tử mua trước nè. Bây giờ, bây giờ chúng ta lại sẽ mua những cái từ vần, gieo vần. A6, B6 và A1 ạ. A6, B6, A1. Câu trước mà mua B6, A6 là ngon rồi. Dạ thì bởi vậy, cho nên giờ phải có kinh nghiệm chứ. Thôi lục bát. Mua được 3 miếng hơi ngon rất đấy. Rất là quan trọng. Sao Tâm Cám? À, nếu như bạn ấy mua A1 thì không, mình nên mua một cái A2. A2 cũng là một cái tí 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 tí. Cái A2 nó rất là quan trọng. B8 và B1. A2, B1, B8. Gợi ý. Câu ca dao nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến không được tự do quyết định số phận của mình. Thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Mở ô chữ. Các bạn còn 3 quyền chưa sử dụng. Bây giờ bạn thử có muốn mở một cái ô miễn phí không? Bên kia mới là cái chốt kìa. Dạ mở. Đúng rồi. Dạ mở một ô miễn phí. Dạ cuối rồi. Rồi. Mở ô nào? Dạ B2. B2 anh. B2. Bên đây muốn mở ô miễn phí không? Có vẻ như là bên kia cũng chưa có đáp án cho em xài mở ô miễn phí ạ. Mở ô miễn phí. Ô nào? Đừng có mở B3, họ đã mở B2 rồi. Họ đang chờ cái gì đấy nhở. Thôi mình em cứ mở bên đây thì bên kia cũng đâu có thấy đâu em. Ừ nhỏ. Độc quyền mà. A3. Muốn mua ô nào? Thật ra câu này là không biết rồi đó. A3 đi ạ. A3. Mở ô A3. Đấy. Rồi, có ai đoán được không? Các em có thể trao đổi mua bán. Dạ bây giờ Bên Tâm Cám có muốn mua ô nào không? Có muốn mua ô nào không? Bên đây thật ra quá nhiều thông tin nhưng mà chúng tôi đợi tiền thôi. Mua đi. Nhưng mà chắc chắn là bên đấy chưa biết câu này. Không biết câu này cho nên họ mới thì không có đáp án. Thì bây giờ cả hai đều không biết cho nên cần phải mua. Bây giờ ấy Tâm muốn Cám, có đáp mua án đi. Ấy. Em bây giờ chị tính như này luôn. Bây giờ mua một ô là mất 1 triệu hả anh? Không, tùy bên kia đây. Tùy bên đây bán thôi. À bên đấy bán. Bây giờ mình mua qua mua lại không? Mình đang giàu quá em ơi. Tiếc cái gì. Mua B2 trước đi. B2 bên kia bán không? Bao nhiêu tiền? Bình thường giá thị trường là 1 triệu hả anh nhỉ? Giá sàn. Giá sàn cho giá sàn sẽ giao dịch bất động sản ở cái dòng này dao động một ô từ 5 cho tới 8 triệu đồng. Tùy vào cái vị trí chiến lược hay không. Chỗ này thì quá chiến lược đi. Em còn định bán 100 triệu. 100 triệu không ai mua. Em bán thì nhà vậy hả? Dạ. Thì vậy. Em sợ bên kia không mua cho nên em đành giảm xuống còn 5 triệu. 5 triệu là cái giá thấp nhất ở cái sàn giao dịch này rồi đó em ạ. À. Mua đi em, mình đang nhiều tiền lắm. Giá rất chiến lược nha. Mở nếu được chỗ này. Chiến lược lẽ ra phải bán tới giá 8-10 triệu đúng đó. Mua, tại vì em chắc luôn. Chắn là bạn phải còn mua thêm được, bạn mới biết được. Mua đúng không? B2 5 triệu. Okay. Dạ ok. Giao dịch thành công. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra cho em. Đấy. Câu này chưa gặp bao giờ. Khó. Câu này đúng là bọn em không biết. A6 quan trọng. Chính vì không biết nên mình phải mua. Tại vì bây giờ em đang rất giàu. Cái tiền thưởng hiện tại của em đang gấp 3 lần bên kia. Gấp 3, gấp 4 lần luôn á. A6 quan trọng. Mua A6 luôn. Lại là con.
Nếu mà phụ nữ thì em à, em như con chấm 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 gì đấy muốn bay. Khó quá, câu này khó quá mọi người ơi. Thì mua đi, trời ơi. Mua gì, mua gì, mua A6. A6 vẫn bán 5 triệu đúng không Hoàng Tử ơi? Hoàng Tử đâu có, giá đâu có, mỗi lần khác lên giá thị trường mà thở cái là cũng lên giá mà. Ừ, dạ. Bao nhiêu? Nhiều Khánh bây giờ mình mua nhiêu được ta? Ủa mình bán nhiêu được? 10 triệu đấy. Sao 10 triệu lên lên bên kia đang rất cần. Này quá vị trí chiến lược. Nhưng mà tối đa là 10 triệu mà. Đâu, tối đa được 10 8 triệu. 8 triệu thôi là 8. Tùy các em nhưng dạ, mà 8 triệu thì ok đó, 8 triệu là hợp lý đó. Dạ 8 triệu. 8 triệu? 8 triệu bán 8 triệu. Giao dịch thành công luôn. Mua. Mở ra. Thấy không? Làm xem đoán là được. Trời ơi anh Nghĩa sao anh gài. Tôi đáp. Không phải ý nó là làm sao đoán được cái từ đó nếu không mua. À dạ đúng dạ. Đúng không? Nói chung mà tất cả những cái ô mà đang còn là bí mật thì bọn em đều không đoán được. Vậy thì bây giờ anh sẽ tiếp tục mở lượt bán thứ hai. Mua từ chủ đầu tư, giá vẫn là 1 triệu. Đấy. Sao Quang Tử muốn mua ô nào? Tụi em mua A4. Wow, đúng đúng cái mình đang định muốn mua. A4, B4, B5. Dạ rồi. A4, B4, B5. Bên kia em mua 3 từ còn lại cho anh luôn. Mua 3 ô còn lại luôn. A5 thì em biết rồi. Em mua B3, B7. B3, B7. Rồi, mở ô chữ. À. Nãy cái ô mình bán rồi đó, nhớ dạ, không? Dạ, nhớ, nhớ. Hy vọng là họ sẽ quên cái ô đấy đi. Các em vẫn còn cái quyền là trả lời miễn phí đó. Dạ. Giờ mua thêm không? Để mua của đội người ta. Vấn đề là em đang không biết A4 đúng không? Cái A4 quan trọng. A5 em đoán được nhưng A4 em không đoán được. Không, thật ra mấy cái này em đều không đoán được. Ừ? Mấy cái ô bạn đã chọn hết là em không đoán được. Dễ mà. Mà vòng này cũng quyết định đúng không? Đúng. Hoàng Tử ấy, Hoàng Tử bán A4, B4 bán nhiêu? Bây giờ nè, bán 2 ô giá rẻ một chút. A4, B4. Đây là cái giá sàn của hầu hết tất cả các gia đình đến đây mua bán đất đai. Một lô 8 triệu, hai lô 12 triệu. Hai lô thôi, bán rẻ đi Hoàng Tử ơi, 10 triệu hai lô nè. 12 đấy anh, em bán 12. Ok, bên kia bán, tin mua không? Bán 12 đó. Bán 12 triệu hả? Ừ, dạ. Đó là cái giá đúng luôn á. Không, em thấy không cái này cao này. Và đó là hai cái từ rất quan trọng. Không, thật ra cái này không, tại vì mình chưa biết nó là cái này rất là quan trọng luôn, đúng. Cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cái A1 cái còn A4 thì từ từ mình mua sau, bây giờ mình có tiền mà. Mua trước đi, không mua A1 trước đi. Không, A1 dễ đoán lắm em ạ. A4 A1 thì chắc chắn nó là cái từ đấy rồi. Em ơi, đây môi giới đứng đây cho nên là biết rõ cái lô nào giá trị nha. Người của bên công ty môi giới. Mua không? Dạ mua. 12 triệu bán. Nè, lật lên một cái hú hồn nè. Thấy không? Wow, thế thấy không? Không mua không thể nào mà biết được con này. Đó, trời ơi, anh nói đúng mà. Không đoán được chắc chắn rồi. Bên này có đoán được không? Em bị đúng một chữ thôi. Từ nào? Mua lại. Từ B7. Bên Hoàng Tử muốn mua B7. Các bạn nãy giờ bán quá nhiều với giá quá hữu nghị rồi. 15 triệu. Đẩy một cái lên luôn. Hoàng Tử có biết vừa nãy là Hoàng Tử bán cho Tấm Cám rất nhiều không? Tấm Cám mua rất nhiều tiền, tổng cộng là cũng phải mua đến gần 20 triệu tiền đất rồi. Nhưng mà mua để chúng ta lấy một giải thưởng lớn hơn. Đúng. Thì còn đây, bây giờ ai, thì ai đây lấy, Hoàng ai Tử lấy, cũng đang lấy. Cần một cái miếng đất để mang đến một phần thưởng rất lớn. Nên là 15 triệu không là cái gì cả. Đúng rồi. 15 triệu là một cái giá nó không hợp lý. Dạ. Em cũng thấy vậy. Quá cao. Quá cao. Ở cái sàn giao dịch này cái giá là cái giá không hợp lý. 14 triệu. 12. Trời ơi. Cái A5 em đoán được đúng không? Đó. Rồi hết như vậy này. Đó, B5 là cái quan trọng. Tại vì cái B6 nó có thể là sẽ vần với cái A6 trên kia đúng không? B5 là cái quan trọng. Bây giờ nếu mua nữa thì bên kia nên bán giá rẻ hơn. Thì để thương lượng. Nếu mà bạn dám bán rẻ cho tôi thì tôi sẽ bán rẻ cho bạn. Không, nhưng mà thật sự là tụi em muốn mua vì tụi em chỉ còn đúng một chữ này thôi. Người ta đang muốn mua mình trước, bán không đi. Nếu như mà họ đã nói đi. Là chỉ còn một câu thì mình không mua nữa. Bởi vì mình mấy cái chữ này mình đều không biết. Mà bây giờ cả hai đội đều không mua, không đoán được thì anh công bố đáp án, lúc đó là chúng ta cũng mất không rất có là gì nhiều đó. Không có gì vui cả, đúng không?
mua đi. Bây giờ người ta muốn mua B5 của mình kìa. B5 mà nãy mình bán giá 8 triệu, bây giờ nói gì nói, mua nhiều lần rồi, giảm bớt đi. Ủa giảm nữa hả? Từ này quá là... Từ này quá quan trọng trong câu này mà nãy giờ mình bán người ta nhiều rồi, phải giảm bớt. Ok, 7 triệu anh. 6 đi, 6 là ngon. Quá sợ này nghĩa là giả giá như bên kia luôn. 6 là ngon. Nói 6 cũng được. 6 rồi tí người ta bán lại mình B7 cũng 6. Ừ, nếu như lát nữa em cần mua B7 bên kia bán lại giá đó luôn. Sao? Để em thương lượng. Thương lượng đi. Bây giờ nếu như bán cái từ B5 này 5 triệu thì một lát nữa nếu muốn mua lại B7 thì B7 phải bán lại 5 triệu. Không. Ôi, sao vậy? Bởi vì mình thích không bạn. Thôi nói chung là như này. Bạn muốn mua B7 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà người ta chỉ còn cái câu B7 là người ta không biết thôi. Ta nói vậy thôi em ơi chứ chưa chắc đúng em ơi. Đúng rồi, nói vậy vui. Tự tin nghĩ vậy thôi chứ chưa chắc đúng. Đi chữ này đắc địa lắm, chữ này không đoán được đâu. Chắc chắn bán không đoán đi. Được đâu. Bán là bên đây sẵn sàng bán rồi đó mà bên kia không chịu. Thì bây giờ em bán người ta trước đi. Bán không? Dạ bán. Bao nhiêu? 5 triệu phải không? 6 triệu chứ anh. 6 triệu dạ, hả? 6. Lát hồi bên kia nếu bán đúng. Nó 6 triệu lại. Không, thế thì đã nhầm ra được rồi. Vậy thì lên đánh chiến. Bây giờ... Nhưng mà... Bây giờ ăn hay là mua A5 luôn đi cho nó chắc. Mua đi, chắc cho nó chắc cú em ơi. Em mua A5 1 triệu. B5. À không, em không mua của đội bạn, em mua của... Không, đâu, à không, anh đâu có bán tức nữa. Là em... Bây giờ B5, B6 em đã nhẩm ra được rồi. Vậy thôi đánh chiên. Thì lên đánh chiên thôi. Hết được mua rồi, hết được mua rồi. Ừ, tại vì hết được mua rồi. Không mua từ chủ đầu tư nữa. Cái này là ngoài hay là cái gì nhỉ? Ngoài hay là đầu? Đúng rồi. Nói chung mà A5 này thì cả bên kia cũng không biết đâu. Nên mình thôi, mình đánh cứ... Đánh chiên đúng không? Một là miễn phí. Ok, trả lời miễn phí. Ừ, quên mất cái này. Lên đánh chiên em. Nghe nha, bên này dạ. Ở trong câu này thì rất là hên xui nhưng mà đọc đi, cùng đọc đi. 2, 3. Đừng như con hạc đầu đình, muốn bay không cất cánh được mà bay. Chốt chưa? Dạ chốt ạ. Sao lại cười? Dạ nghe rồi, nghe rồi. Sao lại cười, chết rồi. Đây là đáp án. Sai. May quá mình không mất tiền gõ chuông. Mời em, miễn phí đúng không? Dạ. Trả lời miễn phí, đánh chi? Mình đánh đi anh. Mình đánh chứ. Còn gì nữa mà bàn cãi, bán quá trời, quá hữu nghị hợp tác rồi. Dạ, tụi em xin phép được đọc câu này như sau. Em như con hạc đầu đình, muốn bay không cất nổi mình mà bay. Chốt chưa? Dạ chốt. May mà mình không mua chứ. Nếu như em mua em đã đoán đúng rồi em à. Tại em không mua cho nên em mới đoán sai. Đây là đáp án chính xác. Em như con hạc đầu đình, muốn bay không cất nổi mình mà bay. Nè em đoán chỉ đầu là gì ngoài phải không? Không em đầu đừng. Em nói là đầu. Nhưng em lúc đầu em cũng nghĩ cái này là em. Nhưng mà Duyên nói là đừng như con hạc. Em thấy nó cũng hợp lý. Lúc đầu em nói là em rồi. Nhưng mà nếu mà đừng thì cũng hợp lý nên là em. Nhưng nghe mà đây thôi. Là cái câu nội dung là về thân phận một người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đúng rồi. Không tự quyết định được số phận của mình cho nên phải là em. Đúng rồi. Đúng không? Và như vậy là chúng ta đã đi qua câu số 3 thêm 20 triệu cho đội Hoàng Tử. Tổng kết số tiền thưởng hai đội có hiện giờ như sau. Đội Tấm Cám, các em có số tiền. Sau vòng này, số tiền còn lại của đội Tấm Cám là 5.500.000 đồng. Tại mua quá đó. Mà bán rẻ rồi đó. Hoàng Tử. Dạ. Lù đù giá cái lưu trại. Kiến tha lâu đầy tổ. Góp nhạc từng miếng đất một. Cắt đất đai gia đình ra. Mang bán. Bán cho người dân. Và chỉ cần một câu cuối cùng thôi. Em gom về cho em biết nhiêu tiền trong cái câu số 3 không thôi không? Dạ không, bao nhiêu vậy anh? Riêng cái câu cuối cùng nha. Vừa tiền bán đất của em. Mà vừa tiền thắng của em. 45 triệu cho câu đó. Cộng lưu tiền vốn còn dư lại 83 triệu đồng. Thân quá Hoàng Tử ơi. Giống như là tiền bán đất là hết 25 triệu. Tiền trúng thưởng là 20 triệu 20 nữa. 20 triệu nữa là 45 triệu. Đó. Và như vậy là chúng ta cũng biết rằng Tấm Cám. Ừ, tắm thôi. Về lại quá thị em. Vô lại quá thị nghe. Còn Cám, ừ, vô cung với Hoàng Tử. Rồi sau đó Hoàng Tử tiễn về nhà sao?
Nói chứ hai chị em không phải là chia tiền mặt đất à? Sao? Hai chị em vui không? Dạ chương vâng. Chương trình này thế nào? Chương trình này hay anh ạ, tại vì em thấy là em rất là thích những cái chương trình mà mang những cái ca dao tục ngữ của Việt Nam mình, bởi vì là đấy là một cái kho tàng văn hóa và qua cái chương trình này thì em biết thêm được nhiều những câu ca dao, những câu tục ngữ hay, và nên là em thấy chương trình là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Còn với Sarah sao em? Bữa nay là em có một câu chiến thắng ngoạn mục luôn đó. Thì đấy là một cái bước ngoặt cuộc đời em luôn anh ạ. Bởi bình thường thì tham gia game show thì em rất là hay thua, và hôm nay cũng vậy. Nên là em cũng không có cái gì hụt hẫng lắm, nhưng mà em cảm thấy rất là vui khi mà em có thể nói nhiều được hơn mọi lần. Ủa vậy hả? Vậy là nói nhiều rồi đó hả? Bình thường Sarah nói rất là ít, toàn em nói thôi. Em là cảnh nói, không hả? Em lắm quá mà. Và hai cô gái xinh đẹp, hai chị em sẽ chia tay với chúng ta tại đây. Cảm ơn các em đã đến với chương trình Đội Quang Tử. Lên ngựa, phi thẳng tới dòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ, và vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3, chinh phục bảng vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Mời các em. Đó, bây giờ muốn mở ô nào, gọi lên cho anh. A6, B6, C6, D6. Câu dưới E6, F6 ạ. Vị trí mỗi câu mình được mở 7 ô lận đó. Dạ, A1, B1, C1, D1, E1, F1. Rồi, cứ hai cái ô đầu tiên của 3 câu đúng không? A1, B1, C1, D1, E1, F1. Rồi, mỗi câu mình còn 3 ô nữa. Còn 3 ô nữa mỗi câu thì B5 B8 không? B5, B8 với ở trên đi, A3. Đâu, với A4 à? A4. A4, rồi. Rồi, Khánh chọn câu dưới này nè. C3. C3. D3. D3. D8. D8. Rồi, câu dưới thì E3, F5 và F7. Các em đã chọn đủ 21 ô. Trong 3 câu này, nếu trả lời đúng được một câu, mình có thêm 20 triệu đồng. 2 câu 40 triệu đồng và 3 câu 100 triệu đồng. Anh sẽ đọc gửi cho các em nha, nhưng cũng trong khoảng 120 giây. Mở ô chữ, thời gian bắt đầu. Câu 1, câu ca dao thể hiện khung cảnh đời sống sinh hoạt của đôi vợ chồng hạnh phúc vào một đêm trăng, có nhắc đến nghề dệt vải xưa. Sáng trăng trải chiếu bên hàng. Còn ở dưới hả? Sáng trăng trải chiếu bên hàng. Bên nàng trải tơ nè là chắc chắn nè, còn bên kia là An thì chỗ đó bên An luôn. Bên chàng. Sáng trăng trải chiếu bên hàng. Bên chàng dệt lụa, bên nàng trải tơ. Câu ca dao mượn hình ảnh loài vật nhỏ để diễn tả trạng thái bế tắc, loay hoay không lối thoát. À, đa leo. Con kiến mà leo cành đa. Con kiến mà leo cành đa, đúng rồi. Leo phải cành cọc. Leo ra leo vào. Chốt không? Dạ chốt. Chính xác. Câu 3. Câu ca dao như lời nhắn nhủ ý nhị, mong muốn của người con gái về một đức tính quan trọng mà người chồng tương lai cần có. Mười thu em chờ nè. Chín thu em đợi hả? Mười thu em chờ. Mình quay lại câu 1 được không? Tụi em quay lại câu 1 được không? Được, được. Sáng trăng trải chiếu bên hàng, bên chàng đọc sách, bên nàng chải tơ. Sai.
sáng trăng trải chiếu. Tơ có trải không em? Tơ tên là à, gì? À bên nàng dệt tơ. Tơ có dệt không? Bên nàng quay tơ. Bên nàng quay tơ sáng trăng trải chiếu, bên hàng bên chàng đọc sách, bên nàng quay tơ. Chưa đúng. Sai hai từ. Hàng trên một chữ, hàng dưới một chữ. Bên chàng sáng trăng trải chiếu bên hết giờ. Đây, mở câu đầu tiên cho em xem. Sáng trăng trải chiếu đôi hàng à. Bên, anh đọc, bên sách, anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Tưởng là an luôn. Còn câu 2 là các em đúng nè. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cọc, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cọc, leo vào leo ra. Đó. Còn câu số 3. Anh ơi, anh về, anh học, về lấy học chữ lấy nhu. Chữ nhu. Chín trăng em đợi, mười thu em chờ. À. Đó là ba câu ca dao của chúng ta ở vòng này. Hai bạn đã trả lời đúng được một câu, 20 triệu đồng. Mời Kem lên đây. Hôm nay chúng ta đã có một chương trình Sao Hai Chữ với các bạn rất là vui, thú vị, hấp dẫn. Khánh Ngô, anh em ít nói từ đầu chương trình tới giờ, em cảm nhận thế nào về chương trình này? Dạ thì chương trình này rất là hay, tại vì trước giờ em cũng ít biết về ca dao tục ngữ, nhưng mà qua chương trình bây giờ em biết rất là nhiều câu luôn. Còn thiệt, anh thấy em biết nhiều lắm á, nhưng mà nhiều khi nó sai chút xíu. Dạ, do những cái gì bản, bản. Nói nào ngay tại hồi xưa em chuyên văn, cho nên là em tiếp xúc với những cái này cũng nhiều, nhưng mà tại vì chính vì tiếp xúc nhiều quá cho nên nó bị quá nhiều thông tin, nó lẫn lộn. Dạ đúng rồi, dễ lộn. Nhưng mà hay, dòng mà vụ bán đất cho bên kia đó, gom lại mớ tiền đáng kể để có mặt tại dòng đặc biệt này. Và đó là những điều hấp dẫn, những điều đặc biệt mà chương trình Sao Hai Chữ đã mang lại cho những người chơi. Thưa quý vị, chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và tuần sau lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7, chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Và đội hoàng tử Kem sẽ ra về với số tiền là 103 triệu đồng. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Dạ, thưa tất cả quý vị, bốn người chơi trai xinh gái đẹp đây, cô gái ngoài cùng Ngọc Thanh Tâm, Trương Thảo Nhi, tiếp theo Lý Bình, tiếp theo Đỗ Phú Quý ca sĩ.